tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Được một phần khoai chiên cỡ vừa miễn phí nếu mua món mới Crispy Chicken Sandwich tại McDonald's. Từ miền Nam California, Đỗ Tân Khoa và Thanh Tâm xin trân trọng kính chào quý khán giả đến với chương trình tin tức tổng hợp của Little Sài Gòn TV băng tần 56.10. Hôm nay là ngày thứ sáu. Chào Thanh Tâm. Thanh Tâm cũng xin gửi lời chào đến tất cả khán giả của Little Sài Gòn TV và em cũng xin chào anh Khoa. Dạ vâng, chúng ta chuẩn bị vào những ngày cuối tuần mà là sẽ là những ngày cuối tuần thật là nắng nóng. Dạ vâng. Nhiệt độ ở những khu vực vào sâu trong đất liền có thể lên tới 3 con số, thưa quý vị, 106-107, như là Palm Springs cũng gần với chúng ta, có thể lên tới 105 độ. Hy vọng rằng mọi người uống nước thật nhiều và để cho chúng ta giải nóng, thì nếu cần shopping cũng mở cửa hết 100% rồi. Thành ra mình vô trỏng mình đi vòng vòng xong mình né nóng. Dạ vâng. Và Thanh Tâm nghĩ là thời tiết nắng nóng chắc có lẽ cũng không thể nào mà ngăn mọi người kỷ niệm ngày lễ cha. Không biết là anh Khoa ngày đó có được o bế gì hơn không? Chắc là không cần đâu. Tại vì Đỗ Tân Khoa nghĩ rằng ngày nào của mình cũng là ngày lễ vui làm cha. Dạ vâng. Có thể là ngày đó là Đỗ Tân Khoa còn phải rửa chén quét nhà nữa đó. Chứ còn... tại vì ngày đó một năm có một lần, thành ra mình làm những gì khác thường so với những người khác là tình nguyện rửa chén với lau nhà hút bụi cho nó đặc biệt hơn với người ta. Và như thường lệ thì Thanh Tâm và Đỗ Tân Khoa sẽ bước vào ngay bản tin của buổi chiều ngày hôm nay, mở đầu với phần tin Việt Nam. Người Việt Nam bị lừa sang làm việc ở các sòng bài Campuchia. Cơ sở dịch vụ cắt tóc, gội đầu, massage phải nộp thuế 7% doanh thu. Khám phá gần 130kg ma túy giấu trong các loại sữa bột. Sau đây là các bản tin chi tiết, mở đầu với Thanh Tâm. Cảm ơn Khoa. Kính thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong phần tin Việt Nam. Vào hôm thứ Sáu, hôm nay, 18 tháng 6, Việt Nam đã ghi nhận 120 ca nhiễm COVID-19 tại cộng đồng, với một nửa số ca ở Sài Gòn, còn lại là Bắc Giang, Bình Dương, Bắc Ninh, Hòa Bình và Lào Cai. Số người bị nhiễm COVID-19 ở miền Bắc đều liên quan đến các ổ dịch bùng phát tại các khu công nghiệp. Trong cùng ngày, người thứ 62 chết vì COVID-19 được ghi nhận tại Việt Nam là một phụ nữ 71 tuổi, cư ngụ tại tỉnh An Giang. Bà này đã từ Cambodia hồi hương bị nhiễm COVID-19, được đưa vào bệnh viện Bến Cầu điều trị và chết khoảng 2 tuần lễ sau đó. Thành phố Đà Nẵng cũng đã ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên sau một tháng không có trường hợp lây nhiễm cộng đồng. Bệnh nhân là nhân viên an ninh của công ty nhựa Duy Tân, tọa lạc tại quận Thanh Khê. Báo chí ở địa phương cũng cho hay 800.000 liều vaccine COVID-19 của Nhật gửi tặng hôm thứ Năm sẽ được sử dụng để tiêm cho người dân Sài Gòn, một trong ba ổ dịch đang bùng phát đã đưa số ca nhiễm ở Việt Nam lên xấp xỉ 11.800. Trong khi đó, giới chức thẩm quyền Cộng sản Việt Nam vào hôm thứ Năm lên tiếng báo động về một số công nhân Việt Nam bị dụ dỗ sang Campuchia để làm việc tại các sòng bạc và cơ sở cờ bạc ở trên mạng. Tòa đại sứ Việt Nam tại Campuchia ra thông báo nói rằng nhiều người Việt Nam tin vào nội dung quảng cáo tuyển mộ người làm việc tại các sòng bài với mức lương từ 800 cho đến 1.000 Mỹ Kim một tháng, cuối cùng bị đưa vào các ổ kinh doanh bài bạc do người Trung Quốc cầm đầu mà không biết rằng loại hình kinh doanh cờ bạc trên mạng đã bị cấm tại Campuchia. Số người Việt Nam trên buộc phải làm việc 16 tiếng đồng hồ một ngày, bị đánh đập dã man khi cố gắng trốn thoát hoặc bị bán cho một công ty khác. Tình trạng trên xảy ra thường xuyên tại các sòng bài ở Sihanoukville, ở vùng biên giới của Ba Vét, Mộc Bài và thị trấn Poi Pet ở biên giới Thái Lan. Vào hôm 17 tháng 6, giới chức thẩm quyền Campuchia yêu cầu Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Campuchia đưa người Việt nhập cảnh bất hợp pháp hồi hương và hiện lên tới hàng trăm ngàn người. Và Bộ Tài chính Cộng sản Việt Nam vừa ban hành quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2021, buộc các cơ sở dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, internet, giặt ủi, cắt tóc
phải nộp thuế trị giá gia tăng 5% và thuế thu nhập cá nhân là 2%, tổng cộng là 7% doanh thu. Các cơ sở dịch vụ khác như là cho thuê nhà, cố vấn pháp luật, tắm hơi, may đo cũng đều phải nộp thuế doanh thu là 7%. Đông đảo người dân ở Việt Nam cho rằng quyết định trên là bất hợp lý vì hầu hết các cơ sở nói trên đều bị buộc ngừng hoạt động trong mùa đại dịch hiện nay. Theo ông Nguyễn Đức Độ, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính, thì nguồn thu của khu vực dịch vụ trên không đáng kể, trong khi nguồn thu của các công ty kinh doanh thương mại mới thực sự quan trọng. Ông này cho rằng nên hoãn việc thi hành quy định trên cho đến năm sau. Và Bộ Công an Cộng sản Việt Nam vừa phá vỡ đường dây vận chuyển ma túy qua đường hàng không lớn nhất từ trước đến nay từ châu Âu về Việt Nam. Tịch thu gần 130 kg ma túy tổng hợp giấu trong các hộp sữa bột và thuốc bổ. Bộ Công an cũng cho hay đã truy tố 16 nghi can thành viên của đường dây nói trên, mặc dù là họ đã dùng đủ thủ đoạn để qua mặt các nhân viên điều tra. Và một trong những nhân vật cầm đầu đường dây là người đàn ông 30 tuổi, cư dân của thành phố Hải Dương đã bị bắt. Trong thời gian trên, Hải quan Hà Nội cũng tìm thấy ma túy giấu trong hàng chục kiện hàng nặng tới 400 kg từ Hòa Lan gửi về Nội Bài qua đường hàng không, ghi địa chỉ người nhận ở Hải Dương, Hà Nội, Bình Dương và Sài Gòn. Tiếp theo phần tin Việt Nam, Công an Sài Gòn vừa bắt 7 người Trung Quốc, Đài Loan và Nam Hàn đến Việt Nam lập công ty, đội lốt sản xuất để lưu trữ, mua bán, vận chuyển ma túy bất hợp pháp. Tin cho hay, sau khi Bắc Kinh thắt chặt việc kiểm soát thì thành viên các băng đảng buôn lậu ma túy đã chuyển sang Sài Gòn để hoạt động, tiếp tục vận chuyển chất gây nghiện sang các quốc gia thứ ba bằng đủ loại phương tiện, từ đường biển, đường hàng không cho đến đường bộ. Tại Sài Gòn, cơ quan công quyền đã khám phá đường dây buôn lậu ma túy do một người Đài Loan cầm đầu, chuyên vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Cambodia sang, giấu trong các motor điện tại kho hàng của một công ty ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, sau đó vận chuyển đến Hà Nội. Nghi can này cũng thuê kho xưởng rộng 300m² tại huyện Thường Tín làm kho đông lạnh. Thực chất để lưu trữ ma túy lẫn thịt sống nói trên là xuất cảng sang Trung Quốc tiêu thụ. Một bản tin khác cho hay hãng hàng không Vietnam Airlines đã nhận được giấy phép của Bộ Giao thông Vận tải Canada cho khai thác chuyến bay đến quốc gia Bắc Mỹ bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 và không giới hạn thời gian và số chuyến bay. Nhà điều hành Vietnam Airlines nói rằng chuyến bay đầu tiên đến Canada có thể cất cánh tại Việt Nam vào ngày 30 tháng 6 tới đây. Mặt khác, hãng hàng không vận chuyển hàng hóa đầu tiên của Việt Nam IPP Air Cargo dự tính sẽ đưa hàng hóa đến 16 địa điểm ở trong nước và ngoại quốc với hy vọng sẽ thu hồi vốn đầu tư trong vòng 3 năm hoạt động. Công ty bán lẻ Imex Pan Pacific Group, viết tắt là IPPG, dự tính sẽ vận chuyển hàng hóa từ Nội Bài ở Hà Nội và Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn đến các phi trường của các địa phương khác nhau, trong khi các hãng hàng không quốc tế chỉ được phép vận chuyển hàng hóa đến Nội Bài và Tân Sơn Nhất. IPP Air Cargo dự tính sử dụng loại phi cơ lớn để vận chuyển trái cây tươi, thủy sản đông lạnh từ Việt Nam ra ngoại quốc, đồng thời phối hợp với các công ty ngoại quốc vận chuyển hàng hóa, kể cả các sản phẩm có giá trị cao về Việt Nam, với 5 chiếc phi cơ hoạt động trong năm đầu tiên. Vừa rồi là các bản tin Việt Nam, mời quý vị theo dõi phần tin thế giới sau một số các thông tin thương mại của Đài. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Được một phần khoai chiên cỡ vừa miễn phí nếu mua món mới Crispy Chicken Sandwich tại McDonald's. Cảm ơn quý vị và nhớ mảng truyền hình Lê Đức Sài Gòn TV theo dõi phần tin tổng hợp trong ngày hôm nay cùng với Thanh Tâm và Đỗ Tương Khoa. Sau đây là các bản tin thế giới. Hơn 3 triệu người di tản khắp thế giới giữa mùa đại dịch. Israel cam kết gửi tặng Palestine 1 triệu liều vaccine COVID-19. Một bức họa là bản sao của bức họa Mona Lisa được bán với giá 2.9 triệu euro.
Sau đây là các bản tin chi tiết mở đầu với Thanh Tâm. Cảm ơn Khoa. Kính thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong phần tin thế giới. Ông Swaminathan, nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới vào hôm thứ Sáu, đã báo động về nguy cơ cho thấy COVID-19 biến thể Delta lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ sẽ làm tăng vọt số ca nhiễm trên toàn cầu. Tại Nga, giới chức Điện Cẩm Linh cho rằng thái độ miễn cưỡng tiêm vaccine đã làm số ca nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục tại nước này, mà nguyên nhân chính là sự xuất hiện của virus Delta. Theo công ty dược phẩm Đức CureVac, thì vaccine của họ chỉ hữu hiệu 47% trong việc ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19, trong khi ông Swaminathan thì xác nhận rằng vaccine Pfizer-BioNTech và Moderna lại hiệu quả đến 90%. WHO cũng tiên đoán rằng Phi Châu có thể là khu vực nguy cơ rất cao, mặc dù hiện nay số ca nhiễm chỉ mới chiếm 5% dân số. Số ca nhiễm COVID-19 đang tăng gấp đôi tại Namibia, Syria, Liberia và Rwanda so với một tuần lễ trước đó, trong khi đại lục này đang thiếu vaccine COVID-19 để tiêm. Và một phúc trình của Liên Hiệp Quốc công bố vào hôm thứ Sáu cho hay số người bị buộc phải rời khỏi nhà cửa vì các cuộc xung đột, đàn áp và vi phạm nhân quyền tính đến nay đã tăng gấp đôi so với thập niên qua, lên tới hơn 82 triệu người. Ông Filippo Grandi, cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn xác nhận có đến 3 triệu người dân trên thế giới bị buộc phải di tản giữa mùa đại dịch COVID-19 và 70% trong số này là người Syria, Venezuela, Afghanistan, South Sudan và Myanmar. Ông Grady nói thêm rằng con số trên có khuynh hướng tăng dần trong 6 tháng đầu năm 2021 với khoảng 40% là trẻ em. Liên Hợp Quốc cho hay việc quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Afghanistan vào tháng 9 sẽ có thể dẫn tới một cuộc di tản khổng lồ của người dân của nước này, trong khi ảnh hưởng của các quốc gia theo chủ nghĩa dân tộc tiếp tục gia tăng. Ông Grandi cũng chỉ trích việc xây dựng các bức tường hoặc áp dụng các biện pháp đẩy người dân ra biển là hành vi vô nhân đạo. Ông Grandi đã đến thăm Washington, ca ngợi cam kết khôi phục hệ thống tị nạn hiệu quả và nhân đạo của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Kính thưa quý vị, vào hôm thứ Sáu, Liên Âu đã thua AstraZeneca trong vụ kiện công ty dược phẩm này không cung cấp vaccine COVID-19 theo đúng hợp đồng vào cuối tháng 6 này. Công ty dược phẩm AstraZeneca của Anh, Thụy Điển đã cam kết sẽ cố gắng cung cấp 300 triệu liều vaccine COVID-19 cho khối 27 quốc gia thành viên EU vào cuối tháng 6. Nhưng sự trục trặc liên quan đến các công đoạn sản xuất của nhà máy đã khiến công ty phải điều chỉnh mục tiêu xuống còn 100 triệu liều. Việc cắt giảm nguồn cung cấp đã buộc Liên Âu chậm lại chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 trong 3 tháng đầu năm 2021, gây tranh cãi dữ dội và đưa đến việc Liên Âu khởi kiện để có được ít nhất 120 triệu liều vaccine COVID-19 vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, thẩm phán chủ tọa phiên tòa tại Bỉ lại phán quyết rằng công ty AstraZeneca chỉ cần cung cấp 80 triệu liều trước hạn chót là ngày 27 tháng 9 năm 2021 và dọa sẽ phạt 10 euro mỗi liều cung cấp trễ hạn. Vậy giới chức thẩm quyền Israel cho hay sẽ gửi ít nhất 1 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer sắp hết hạn sử dụng cho chính quyền Palestine theo thỏa thuận chia sẻ các mũi tiêm. Theo các điều khoản của thỏa thuận được công bố vào hôm thứ Sáu, thì tân thủ tướng Do Thái là Natali Bennett đã đồng ý cung cấp cho Palestine 1 triệu liều vaccine vào cuối năm nay. Các tổ chức nhân quyền trước đó đã kịch liệt chỉ trích Do Thái đã không cung cấp vaccine cho người Palestine cư ngụ tại khu vực bờ Tây của dải Gaza, lãnh thổ đang bị Do Thái chiếm đóng trong cuộc chiến tranh năm 1967. Tuy nhiên, các thầy thuốc Palestine thì lo là phẩm chất của vaccine sắp hết hạn sử dụng. Thỏa thuận trên được công bố trong một loạt chính sách ngoại giao đầu tiên đối với người Palestine của ông Bennett, là người tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Do Thái vào hôm Chủ nhật, thay nhà lãnh đạo kỳ cựu Benjamin Netanyahu. Do Thái nói rằng 100.000 liều vaccine COVID-19 đầu tiên đã được chuyển đến Palestine vào hôm thứ Sáu. Theo giới chức thẩm quyền, thì khoảng 30% của dân số 5 triệu người Palestine đang sống tại khu vực Tây Ngạn và dải Gaza đã được tiêm ít nhất là 1 liều vaccine COVID-19. Và tiếp theo phần tin thế giới, bác sĩ Shigeru Omi, cố vấn y tế hàng đầu của chính phủ Nhật Bản vào hôm thứ Sáu hôm nay đã tuyên bố rằng cách tổ chức Thế vận hội Tokyo đảm bảo sự an toàn cao nhất là không có người tụ tập tại các vận động trường diễn ra các cuộc thi đấu. Đề nghị trên có vẻ mâu thuẫn với kế hoạch tổ chức Thế vận hội của Ủy ban Olympic Quốc tế trước ngày khai mạc Thế vận hội Tokyo chưa đầy 5 tuần lễ.
Ông Omi cho hay đã đệ trình chính phủ Nhật Bản kế hoạch trên với chữ ký của 26 chuyên viên y tế, đề nghị không cho phép khán giả bước vào bên trong các địa điểm thi đấu. Trước đó, chính phủ Nhật Bản đã dự tính sẽ cho phép ban tổ chức tiếp nhận tối đa 10.000 khán giả vào các vận động trường để theo dõi các sự kiện thể thao Thế vận hội Tokyo. Tuy nhiên, theo đề nghị mới nhất, thì con số trên có thể bị thu nhỏ và có sự phân biệt giữa địa điểm tổ chức trong nhà và ngoài trời. Phúc trình của ông Omi cũng đồng thời nói rằng, dù tổ chức Thế vận hội hay là không, thì nước Nhật vẫn có nguy cơ bùng phát làn sóng đại dịch COVID-19 đe dọa hoạt động của hệ thống y tế. Quyết định cuối cùng về việc cho phép các vận động trường tiếp nhận khán giả hay không sẽ được phán quyết trong cuộc họp tổ chức vào đầu tuần tới giữa chính phủ Nhật Bản, giới chức thẩm quyền Tokyo và Ủy ban Thế vận hội quốc tế. Thưa quý vị. Và thành viên của đội tuyển túc cầu Myanmar là Paye Nianyong đã gây xôn xao dư luận sau khi bày tỏ thái độ thách thức chế độ quân sự của nước này và nộp đơn xin tị nạn ở Nhật Bản sau trận đấu vòng loại World Cup. Paye Nianyong đã từ chối lên phi cơ cất cánh tại phi trường Kansai để cùng với các đồng đội trở về Myanmar vào cuối ngày thứ Tư. Cầu thủ này đã giơ ba ngón tay chào khi quốc ca được cất lên trước trận đấu của đội Anh với Nhật Bản vào ngày 28 tháng 5 vừa qua. Cử chỉ trên được coi là sự biểu lộ tinh thần phản kháng đối với chế độ cai trị đã cầm đầu cuộc đảo chính quân sự vào hồi tháng 2, cũng như phản đối quân đội Myanmar đàn áp dã man người biểu tình. Chuyến bay đến Nhật Bản của một thành viên đội tuyển túc cầu Myanmar để tham dự trận đấu vòng loại World Cup 2022 kéo dài hơn nhiều so với kế hoạch. Paye Nianyong là thủ môn dự bị của Myanmar đã không trở về nước và xin tị nạn ở Nhật Bản. Đơn xin tị nạn của anh đang được chính phủ Nhật Bản xem xét. Paye Nianyong đã tham dự trận đấu với Nhật Bản và Myanmar đã để lọt lưới đến 10 quả. Và thông tin cuối trong phần tin thế giới là về bức tranh nổi tiếng Mona Lisa. Chủ nhân bức họa Mona Lisa sao chép từ bức tranh gốc của Leonardo da Vinci đã được bán với giá cao gấp 10 lần ước tính tại nhà đấu giá Christie ở Paris vào hôm thứ Sáu. Chủ nhân của bức họa thu về 2.9 triệu euro so với giá ước tính ban đầu chỉ vào khoảng 300.000. Tác phẩm nghệ thuật trên đã được một họa sĩ Italy vẽ vào đầu thế kỷ 17 và nhà buôn đồ cổ Hacking có trụ sở tại miền Nam nước Pháp đã mua lại bức tranh hồi thập niên 1960 với giá 3 bảng Anh. Bức tranh Mona Lisa nổi tiếng thế giới được trưng bày tại Viện Bảo tàng Louvre đã bị đánh cắp vào năm 1914 và Hacking đã bị thuyết phục rằng bức tranh trả lại cho phòng trưng bày không phải là bản gốc mà bức tranh ông đang sở hữu mới là Mona Lisa thật. Hacking qua đời năm 1977 và bức tranh bản sao được chuyển cho gia đình ông để sau đó quyết định đem đấu giá như kể trên. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV. Đỗ Tân Khoa và Thanh Tâm sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Được một phần khoai chiên cỡ vừa miễn phí nếu mua món mới Crispy Chicken Sandwich tại McDonald's. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh truyền hình Little Sài Gòn TV theo dõi phần tin tổng hợp trong ngày hôm nay cùng với Thanh Tâm và Đỗ Tuấn Khoa. Sau đây là các bản tin Hoa Kỳ. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bác bỏ đề nghị hủy Obamacare của đảng Cộng Hòa. Thống đốc Texas ký ban hành luật mang súng không cần giấy phép. Giá sản phẩm nông nghiệp ở California sẽ tăng vọt vì hạn hán. Và sau đây sẽ là các bản tin chi tiết mở đầu với Thanh Tâm. Cảm ơn Khoa. Kính thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào hôm thứ Năm đã bác đề nghị của đảng Cộng Hòa
vô hiệu hóa Obamacare đã được ban hành vào năm 2010. Phán quyết của tối cao pháp viện với 7 phiếu thuận và 2 phiếu chống đã tuyên bố rằng tiểu bang Texas và các cá nhân đứng đơn kiện không có tư cách pháp lý để tìm cách hủy bỏ một đạo luật được gọi là đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, gọi tắt là Obamacare, cho phép hàng triệu người Mỹ nhận được bảo hiểm y tế thông qua các chương trình công cộng hoặc là các công ty bảo hiểm tư nhân. Theo Tổng thống của đảng Dân Chủ Joe Biden, thì phán quyết của tối cao pháp viện Hoa Kỳ mang về chiến thắng cho các công dân Hoa Kỳ được hưởng lợi từ Obamacare. Thống kê của cuộc thăm dò dư luận cho thấy, Obamacare ngày càng được công dân Hoa Kỳ ưa chuộng, kể cả các đảng viên Cộng Hòa. Bộ trưởng Tư pháp Texas là Ken Paxton, đảng viên Cộng Hòa, dẫn đầu vụ kiện thề sẽ tiếp tục cuộc chiến chống Obamacare. Và thống đốc Texas là Greg Abbott đã ký ban hành đạo luật mới cùng với 20 tiểu bang khác cho phép người dân của tiểu bang mang súng ngắn, không cần giấy phép. Đạo luật trên có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 và đạo luật trên được thông qua tại Texas cho thấy cuộc chiến ở cấp tiểu bang đang diễn ra giữa người ủng hộ việc kiểm soát súng nghiêm ngặt và người muốn xóa bỏ hầu hết mọi rào cản để ngăn chặn quyền sở hữu súng. Theo CDC, các vụ nổ súng xảy ra trong năm 2019 đã làm cho gần 39.000 người bị thiệt mạng tại Hoa Kỳ, đứng đầu trên thế giới. Còn theo dân biểu Matt Schaffer của đảng viên Đảng Cộng Hòa, người soạn thảo dự luật, thì dự luật trên nhằm bảo vệ quyền mang vũ khí và khôi phục quyền mang súng của người dân Texas tuân thủ luật pháp. Trong khi đó, Kevin Lawrence là giám đốc điều hành Hiệp hội Cảnh sát thành phố Texas cho rằng đạo luật được ban hành sẽ là gánh nặng đối với hoạt động của cảnh sát trên đường phố. Vì cảnh sát giờ đây phải chịu trách nhiệm xác định xem liệu một người có cầm vũ khí hay không. Trước đây thì người ở Texas muốn mang vũ khí giấu kín phải trải qua cuộc kiểm tra lý lịch và tham dự cuộc huấn luyện kéo dài từ 4 cho đến 6 tiếng đồng hồ, huấn luyện về luật mang súng và được hướng dẫn cách bắn đạn thật trước khi cấp giấy phép. Tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, những bãi đất trống trồng cà chua và bông vải của trang trại Salvador Parra đã trở thành vùng đất hoang hóa, cằn cỗi trong lúc California đang hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất kể từ năm 1977. Khoảng 1/3 của 6.000 mẫu anh trang trại Beaufort của Parra đang bị bỏ hoang và ông phải đào giếng thật sâu để lấy nước tưới cho các loại cây trồng còn lại. Hệ thống đường ống được xây dựng tốn tới hàng ngàn Mỹ Kim tại trang trại, nhưng vẫn dễ dàng chấp nhận so với các biện pháp khác hầu như là nằm ngoài tầm với. Chi phí nước tưới hiện nay lên tới 2.000 Mỹ Kim một mẫu anh, nhiều gấp 10 lần so với các giai đoạn thông thường. Ông Parra cho rằng, người tiêu thụ tỏi và hành tây cũng như là các loại sản phẩm khác sẽ phải trả giá cho tình trạng hạn hán ở California hiện nay. Phần lớn tỏi ở Hoa Kỳ được trồng tại California cần đến nước để phát triển. Đó là chưa kể áp lực thất nghiệp đang đè nặng công nhân nông trại chỉ vì nạn hạn hán. Beaufort Ranch đã phải giảm khoảng 30 nhân viên xuống còn 110 người. Trận hạn hán cuối cùng của California từ năm 2012 cho đến năm 2017 đã buộc mọi người phải áp dụng các biện pháp tiết kiệm nước và thường là nguyên nhân gây ra các vụ cháy rừng chết người. Và nếu quý vị còn nhớ về một đôi vợ chồng là cư dân ở St. Louis, ở Missouri đã thu hút sự chú ý của dư luận vì hành vi chĩa súng vào đoàn người biểu tình đòi công lý chủng tộc vào hồi năm rồi. Và hôm thứ Năm thì họ đã nhận tội sử dụng vũ khí bất hợp pháp. Tại phiên tòa ở St. Louis, ông Mark McCloskey, 64 tuổi, cùng vợ là Patricia McCloskey, 62 tuổi, đã nhận tội tấn công cấp độ 4. Ông Mark McCloskey được yêu cầu nộp phạt 750 Mỹ Kim, trong khi bà Patricia McCloskey được yêu cầu nộp 2.000 Mỹ Kim và được lệnh giao nộp vũ khí đã sử dụng. Các đoạn băng video cho thấy McCloskey, một người da trắng, đã hét vào mặt những người biểu tình da đen đang tuần hành ngang qua nhà của họ không có vũ khí vào ngày 28 tháng 6. Patricia McCloskey chĩa một khẩu súng ngắn vào đám đông, trong khi chồng của bà cầm một khẩu súng bán tự động để đe dọa người biểu tình đang tham dự trong cuộc tuần hành để phản đối sự tàn bạo của cảnh sát sau cái chết của George Floyd. Vào hồi tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó là ông Donald Trump, đảng viên của Đảng Cộng Hòa nói rằng việc buộc tội hai vợ chồng trên là hành vi lạm quyền. Trong khi đó, các giám mục Hoa Kỳ vào hôm thứ Tư đã bắt đầu cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu ông Joe Biden, vị tổng thống Công giáo thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ và các chính khách khác có bị cấm hiệp thông hay không, dựa vào lập trường của họ cho phép phá thai.
cuộc họp của Đại hội Đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ kéo dài 3 ngày trong tháng 6 có thể dẫn đến một cuộc bỏ phiếu để quyết định liệu sẽ cấm Tổng thống Joe Biden và các chính khách ủng hộ quyền phá thai tham dự thánh lễ hiệp thông hay không. Hứa hẹn sẽ có một cuộc thảo luận gay cứng, gây chia rẽ giới chức của giáo hội, từ các nhân vật lãnh đạo cao cấp của Vatican cho đến giám mục Hoa Kỳ. Tuần qua, Đức Giáo Hoàng Francis đã cảnh cáo các giám mục Hoa Kỳ chớ từ chối việc cho phép các chính khách rước lễ vì lập trường ủng hộ việc phá thai và cho rằng hiệp thông không thể được sử dụng như là một vũ khí chính trị. Tuy nhiên, các vị giám mục của Hội Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ có vẻ như là đang tiến về phía trước trong cuộc tranh luận bất chấp lời cảnh cáo của Đức Giáo Hoàng. Đây là một cuộc họp đầu tiên của Hội đồng các giám mục Hoa Kỳ kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức. Và lực sĩ Hoa Kỳ phá kỷ lục bộ môn chạy 1.500m và 5.000m, Shelby Holian, 28 tuổi, đã bị cấm tham dự cuộc thi điền kinh Olympic Hoa Kỳ diễn ra vào thứ Sáu và sự kiện gây chấn động dư luận trước vòng loại Thế vận hội Tokyo. Holian đã được đưa vào đội hình ở Eugene, Oregon, mặc dù là đã nhận được lệnh cấm thi đấu 4 năm vì xét nghiệm dương tính với steroid, chất kích thích đã bị cấm sử dụng trong hoạt động thể thao. Tổ chức Điền Kinh vào hôm thứ Năm nhấn mạnh rằng lực sĩ môn chạy cự ly trung bình Shelby Holian đã bị cấm thi đấu Olympic trong tháng này. Holian trong tuần này đã nhận được thông báo của Tổ chức Điền Kinh vào hồi tháng Giêng thông báo kết quả xét nghiệm cho thấy cô đã sử dụng chất kích thích cấm các lực sĩ thi đấu thể thao sử dụng. Cô phủ nhận cáo giác trên và cho rằng chiếc bánh burrito thịt heo mà cô đã ăn vào đêm trước khi xét nghiệm có thể là nguyên nhân gây đến kết quả dương tính. Và công ty Florida Power and Light hôm thứ Tư đã cho nổ sập ống khói cao chót vót của nhà máy phát điện chạy bằng than cuối cùng. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình chuyển sang các nguồn năng lượng sạch. Những luồng khói bốc ra từ chân cột cao 150 mét và sau đó rơi sang một bên, tạo thành đám mây bụi khổng lồ trước khi tỏa ra các khu vực xung quanh. Công ty Florida Power and Light cho biết đã sử dụng hơn 170 pounds chất nổ để phá sập ống khói cao được xây dựng tại thị trấn Indianatown, cách West Palm Beach khoảng 30 dặm về phía bắc. Nhà máy được xây dựng vào năm 1995 và Florida Power and Light đã mua lại vào năm 2016, thưa quý vị. Tuy nhiên, nhà máy này đã bị đóng cửa hơn 2 năm trước. Công ty dự tính sẽ phá bỏ phần còn lại của nhà máy vào cuối năm nay và xây dựng một cơ sở năng lượng mặt trời, đồng thời với việc đầu tư xây dựng các nhà máy khí đốt tự nhiên. Và thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden đã ký chuẩn y ngày 19 tháng 6 hàng năm sẽ là ngày lễ quốc gia để kỷ niệm ngày kết thúc nô lệ tại Mỹ. Ý nghĩa của ngày được gọi là Juneteenth quan trọng như thế nào đối với vấn đề kỳ thị chủng tộc của nước Mỹ? Xin mời quý vị cùng theo dõi bản tường trình đặc biệt của Hoàng Trọng Thùy sau đây. Tháng 6 và nô lệ tại Mỹ có ý nghĩa tương quan trong phong trào giải phóng nô lệ từ cuộc nội chiến tương tàn. Juneteenth, tiếng Việt tạm dịch là ngày kết thúc nô lệ, được ghi nhận xảy ra vào ngày 19 tháng 6 năm 1865, ngày mà tin tức về người nô lệ được tự do loan truyền đến nhiều tiểu bang, trong đó có tiểu bang Texas và những tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ khác. Ngày 19 tháng 6 năm 1865 là ngày được xem là chính thức nước Mỹ không chấp nhận nô lệ nữa. Điểm đáng chú ý là cuộc nội chiến của Hoa Kỳ kéo dài 3 năm trời chỉ vì vấn đề tranh chấp sở hữu nô lệ giữa các tiểu bang miền Nam và miền Bắc với nhau, chỉ vừa chấm dứt một tháng trước đó. Vào thời điểm của ngày 19 tháng 6 năm 1865, mặc dù người nô lệ vui mừng vì biết mình không còn là nô lệ nữa, thế nhưng việc họ ăn mừng vẫn còn diễn ra giới hạn, tập trung trong các nhà thờ Tin Lành. Những năm sau đó, người gốc Phi Châu đa số là ở miền Nam nước Mỹ mới tổ chức các buổi tiệc ăn mừng chung với nhau. Cho đến những năm sau này, tức là mất đến cả trăm năm, dần dần người Mỹ gốc Phi Châu cảm thấy tự nhiên hơn để công nhận và mừng ngày lễ Juneteenth bằng những cuộc diễn hành tập họp. Và một trong những nghi thức của buổi lễ là mọi người cùng nhau lắng nghe bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ do Tổng thống Abraham Lincoln thành lập ngày 1 tháng 1 năm 1863. Thực ra, bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ này lúc được ban hành chỉ giúp giải phóng nô lệ cho những tiểu bang nào
tìm cách tách rời khỏi Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ mà thôi. Nô lệ của những tiểu bang trong liên minh vẫn còn. Phải chờ cho đến khi cuộc nội chiến kết thúc và phong trào giải phóng nô lệ toàn phần nổi lên với sự trợ giúp của quân đội Hoa Kỳ, tiến trình giải phóng nô lệ mới được hoàn thành. Việc tranh giành quyền sở hữu nô lệ từ các tiểu bang miền Nam nước Mỹ bao gồm Arkansas, Texas, Alabama, Mississippi, Florida, v.v. dẫn đến cuộc nội chiến với các tiểu bang miền Đông Bắc. Abraham Lincoln chiến thắng và dẫn đến việc giải phóng nô lệ cho miền Nam nước Mỹ, vì thế trong bản tuyên ngôn chỉ nhắm vào những tiểu bang chống đối mà thôi. Texas từng nằm trong các tiểu bang đòi sở hữu nô lệ, thế nhưng kể từ khi thất bại trong cuộc nội chiến, về sau này Texas lại trở thành tiểu bang tiên phong đầu tiên của nước Mỹ năm 1979 công nhận Juneteenth là ngày lễ chính thức của tiểu bang cho người nô lệ. Mặc dù ngày Juneteenth được nhắc đến hàng năm, thế nhưng phần lớn chỉ được ăn mừng trong số những người gốc Phi Châu và là gốc nô lệ của Hoa Kỳ tại những tiểu bang miền Nam mà thôi, không phổ biến rộng rãi cho đến khi xảy ra vụ George Floyd. Người đàn ông gốc Phi Châu bị cảnh sát da trắng đè cổ cho đến chết ở Minneapolis, tiểu bang Minnesota, thì phong trào đòi quyền bình đẳng, tôn trọng người gốc Phi Châu mới nổ rộ và kéo theo phong trào Black Lives Matter lớn mạnh hơn. Đây cũng là phong trào gây ảnh hưởng tiêu cực về chính trị cho nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Trump, dẫn đến việc ông mất thế đa số ở Georgia, một trong những tiểu bang bảo thủ ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Tổng thống Trump cũng mất phiếu từ thành phần cử tri gốc Phi Châu tại nhiều tiểu bang khác và dẫn đến việc ông thất cử. Phong trào chống kỳ thị từ vụ George Floyd cho đến Black Lives Matter đã giúp Đảng Dân Chủ tạo được lực lượng chính trị hùng hậu. Và vì thế, khi chiếm đa số ở Quốc hội sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020, các vị thượng nghị sĩ Dân Chủ đã muốn vinh danh ngày Juneteenth trở thành ngày lễ quốc gia và cũng nhận được sự ủng hộ từ các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, chọn ngày 19 tháng 6 hàng năm là ngày độc lập cho người gốc nô lệ ở Hoa Kỳ và ngày lễ quốc gia chính thức. Hoàng Trọng Thụy tường trình cho đài Little Sài Gòn TV. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Được một phần khoai chiên cỡ vừa miễn phí nếu mua món mới Crispy Chicken Sandwich tại McDonald's. Cảm ơn quý vị vẫn giữ bản truyền hình Little Sài Gòn TV theo dõi phần tin tổng hợp cùng với Thanh Tâm và Đỗ Tân Khoa trong ngày hôm nay. Sau đây là các bản tin địa phương. Công ty Lee Sandwich nhận tội phân phối 600.000 pound thực phẩm mà không có sự chấp thuận của USDA. California kêu gọi người dân giảm lượng điện sử dụng giữa mùa nắng nóng. Hai phụ nữ bị bắt vì có nghi can là bỏ rơi con sơ sinh trong thùng rác ở nhà vệ sinh công cộng. Và sau đây là các bản tin chi tiết, mở đầu với Thanh Tâm. Cảm ơn Quang. Kính thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong phần tin địa phương. 6 năm sau khi Lee Sandwiches thu hồi gần 600 bao thịt gà, thịt bò và thịt heo không kiểm soát phẩm chất sản phẩm, công ty hôm thứ Năm đã đạt thỏa thuận giải quyết vụ cáo giác với giới chức thẩm quyền liên bang. Hệ thống thức ăn nhanh của người Mỹ gốc Việt nổi tiếng với các món cà phê, bánh ngọt và bánh mì, Sandwich đã bị phạt 250.000 Mỹ Kim và bị quản chế trong 4 năm tại phiên tòa liên bang ở Santa Ana vào ngày 18 tháng 3. Trong thỏa thuận nhận tội, công ty có trụ sở tại San Jose, chi nhánh của Lee Sandwiches đã nhận 8 tội nhẹ về việc chào bán và vận chuyển các món ăn được chế biến từ thịt gia cầm chưa được kiểm tra phẩm chất.
Cáo buộc trên là kết quả của cuộc thanh tra không báo trước hồi năm 2015 tại nhà bếp cũ của công ty ở đường Lam Sơn thuộc thành phố Garden Grove. Công ty bị cáo giác đã đóng gói thực phẩm và đóng dấu giả kiểm tra của USDA, mặc dù điều đó không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu thụ. Trong khi đó, thì nhà điều hành hệ thống cung cấp điện năng của California đã ban hành quy định yêu cầu người dân giảm việc sử dụng các thiết bị điện trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 giờ tối để làm bớt sự căng thẳng của lưới điện. Công ty này yêu cầu người dân California hãy đặt máy điều nhiệt ở mức độ là 78 độ F trở lên, tắt đèn không cần thiết và tránh sử dụng các thiết bị điện. Palm Springs sẽ nóng kỷ lục là 120 độ vào ngày thứ Ba, cao hơn gấp 4 lần so với kỷ lục ghi nhận vào năm 1961, thưa quý vị, cao hơn 4 độ. Và cảnh báo thứ hai được ban hành vào hôm thứ Sáu vì đợt nắng nóng tiếp tục kéo dài đến cuối tuần. Mark Rothender là phó chủ tịch của ISO California dự đoán lưới điện bị quá tải trong giờ cao điểm buổi tối của thứ Năm. Nguồn cung cấp năng lượng của tiểu bang bị gián đoạn vào sáng thứ Năm, làm cho lưới điện mất khoảng 1.100 MW năng lượng khí đốt tự nhiên. Trong khi đó, tin từ Santa Clarita cho hay, công ty Princess Cruise hôm thứ Năm 17 tháng 6 cho biết quay trở lại thị trường Hoa Kỳ vào mùa thu này với các chuyến du lịch khởi hành từ Los Angeles, San Francisco và Fort Lauderdale. Thông báo của Princess Cruise cho hay, từ ngày 25 tháng 9 cho đến ngày 28 tháng 11, 8 chiếc du thuyền Princess Medallion sẽ đưa khách đến vùng biển Caribbean, kênh đào Panama, Mexico, Hawaii và California. Thông báo nói rằng, công ty du thuyền sẽ yêu cầu khách hàng xuất trình bằng chứng đã nhận được liều vaccine COVID-19 cuối cùng ít nhất là 14 ngày trước khi bắt đầu cuộc hành trình trong năm 2021. Hành khách có thể hủy vì bất cứ lý do gì trong vòng 30 ngày trước khi khởi hành và nhận được tín dụng du lịch trong tương lai. Và ngày 18 tháng 6, thì cảnh sát đã bắt hai phụ nữ để thẩm vấn vì tình nghi liên quan đến vụ một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở trong nhà vệ sinh ở tại Linwood. Cảnh sát Los Angeles cho biết đã nhận được điện thoại của một người phụ nữ báo tin là nghe có tiếng khóc của trẻ em khoảng chừng 8 giờ sáng ngày 11 tháng 6 khi bước vào nhà vệ sinh phát ra từ thùng rác. Nữ này đã trông thấy một đứa trẻ nằm trong đống rác và lập tức gọi 911. Đứa trẻ bị bỏ rơi được đưa vào bệnh viện cứu sống và chuyển đến sở gia đình và trẻ em của quận Los Angeles để được chăm sóc với nhiều lời đề nghị nhận bé làm con nuôi. Sở cảnh sát Los Angeles đã công bố một số hình ảnh về hai phụ nữ cùng với chiếc xe đẩy ba bánh màu hồng mà họ mang theo vào nhà vệ sinh ở tại Linwood Park, thưa quý vị. Và thông tin cuối trong phần tin địa phương. Một người đàn ông đã bị truy tố tội lao xe vận tải vào một quán rượu ở San Jose, giết chết một phụ nữ và làm hai người khác bị thương vì quan hệ tình dục vào lúc đó. Bị cáo Alex Moreno, 32 tuổi, cư dân San Jose vào hôm thứ Tư đã bị truy tố tội gây tai nạn giao thông chết người vào đêm thứ Sáu. Theo cuộc điều tra, thì ông này đã bị yêu cầu rời khỏi Agave Sports Bar and Grill vì say xỉn, bị nghi đã sử dụng cocaine và đã cố cởi quần áo của một phụ nữ. Moreno và một phụ nữ 24 tuổi sau đó đã ra ngoài, đi bộ đến bãi đậu xe cách đó không xa và lên chiếc xe vận tải nhẹ của Moreno. Người phụ nữ nói với các nhân viên điều tra rằng cô quan hệ tình dục bằng miệng với Moreno và không nhận ra là chiếc xe vận tải đang di chuyển. Chiếc xe đã phóng đi với tốc độ 45 dặm một giờ qua bãi đậu xe và những chiếc bàn ngoài trời, đâm vào ba người đang đứng ở ngoài một nhà hàng. Tai nạn đã xảy ra là một người chết và hai người kia thì bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Và bản tin vừa rồi cũng vừa kết thúc phần tin tổng hợp trong ngày hôm nay cùng với Thanh Tâm và Đỗ Tân Khoa. Chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV để theo dõi chương trình thời sự trong tuần qua phần trình bày của anh Đỗ Tân Khoa. Kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe và hơn hết là có những ngày lễ Father Day thật vui cùng với gia đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.